phép, thâm nhập cơ sở cung cấp thiết bị gian lận công nghệ cao mùa thi cử. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Trong quá trình giao dịch, các đối tượng cung cấp các thiết bị gian lận tỏ ra rất thận trọng, luôn cất giữ những người giám sát cảnh giới bên ngoài. Suốt kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, thị trường đen mua bán các thiết bị gian lận công nghệ cao trở nên sôi nổi và nhộn nhịp. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm, trang bị cho mình những thiết bị tinh vi giúp thực hiện các hành vi quay cóp. Từ những chiếc bút bi gắn camera siêu nhỏ đến những chiếc tai nghe hình hạt đậu, điện thoại truyền tin dưới thẻ ATM, qua mỗi năm, các thiết bị này đều được nâng cấp, nâng đời, tích hợp hơn với nhiều tính năng dưới nhiều hình dạng, mẫu mã mới nhằm qua mắt được lực lượng chức năng, hàng thửa riêng. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, các đối tượng mua bán loại thiết bị hoạt động rất tinh vi, các địa bàn quảng cáo trên các trang bán mạng trực tiếp đều có địa chỉ ma và địa chỉ giao dịch chủ yếu là thực hiện online. Khách hàng mua chuyển khoản trước, hàng sẽ được vận chuyển đến tay người mua thông qua một đơn vị giao hàng trung gian. Khi bị phát hiện, các đối tượng này lập tức thay đổi địa chỉ chứa hàng và số điện thoại giao dịch. Bằng cách hoạt động này, các cơ quan chức năng khó mà phát hiện và triệt phá. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhóm phóng viên Dân Trí thâm nhập vào một cơ sở chuyên cung cấp các thiết bị gian lận cao, siêu tinh vi ở Hà Nội. Qua điện thoại, người này quảng cáo, hàng nhà em là hàng độc quyền, có loại được thiết kế riêng chỉ để phục vụ cho sĩ tử mùa thi. Tuy nhiên, khi ngỏ lời mua số lượng lớn, muốn xem trực tiếp, các đối tượng tỏ ra khá thận trọng, chỉ thông báo ngắn gọn, sẽ liên lạc lại sau, rồi cúp máy. Khoảng 2 giờ sau, ngày 15 tháng 6, trước ngày thi khoảng 10 ngày, một nam thanh niên chủ động liên hệ với phóng viên, hẹn địa điểm giao dịch trực tiếp. Đầu tiên, người bán này cung cấp địa chỉ tại một quán cà phê trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi phóng viên đã đến điểm hẹn, nam thanh niên này bất ngờ thay đổi địa điểm sang khu Mỹ Đình. Tại đây, một người đàn ông chừng 30 tuổi, tay xăm trổ, đứng cạnh hàng sẵn sàng dẫn nhân viên đi vào một vòng vèo, rồi đến một xóm trọ. Ở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, điểm giao dịch là căn phòng nằm ở tầng 3, rộng khoảng 30m². Bên trong có các tủ trưng bày biện, rất nhiều đồ thiết bị quay tinh vi, công nghệ quay cóp siêu tinh vi. Khi phóng viên bước vào, căn phòng lập tức khóa. Quá trình giao dịch luôn có đối tượng cảnh giới bên ngoài. Mỗi thanh niên chừng 25 tuổi cho biết, hàng lậu cần bán nên phải thận trọng trong giao dịch. Người nói rồi đưa ra một thiết bị tự chế quảng cáo là hàng đứng hot nhất trên thị trường chuyên dùng cho thi trắc nghiệm. Chỉ cần hai người quen nhau cùng mã đề, người này làm xong bấm thiết bị cho người kia biết. Ví dụ như câu 1 đáp án A bấm một lần là thiết bị của người kia sẽ lung lên báo hiệu, cực kỳ đơn giản mà khó phát hiện, người này quảng cáo. Để chứng minh công hiệu, nam thanh niên này còn đưa cho phóng viên một thiết bị rung nhét vào dưới đế giày, thiết bị còn để trong túi quần mình. Mỗi lần nam thanh niên thao tác bấm thiết bị, phóng viên nhanh chóng lấy được tín hiệu người bên cạnh và không hề hay biết giá của bộ gian lận này khoảng 1 triệu đồng, nếu mua sẽ nhiều sẽ bớt. Nếu hai thí sinh cùng phòng sử dụng thiết bị gian lận này, rất dễ nhắc bài nhau theo tín hiệu đã thỏa thuận trước. Bộ này đang rất hot, bán chạy lắm, người này nói. Ngỏ ý muốn mua thêm một bộ thiết bị tinh vi hơn, có thể hỗ trợ để giải đề tự luận. Nam thanh niên lập tức lấy ra một bộ đặc chế, quảng cáo là hiện tại đang hot nhất trên thị trường hiện nay, chuyên dùng cho các kỳ thi quan trọng. Theo quan sát, bộ sản phẩm có một tai nghe siêu nhỏ hình hạt đậu, camera 4GB, hình cúc áo chuyên dùng để chụp chữ viết. Thiết bị này kết nối với điện thoại có thể cài trước ngực, nhét trong túi áo người viết. Cứ 3 đến 5 giây, máy ảnh trên nút áo sẽ tự động chụp hình đề và của thí sinh, giả vờ như để trước mặt để đọc. Máy chụp ảnh xong, truyền dữ liệu về máy của người hỗ trợ giúp ở nhà. Khi giải xong đề thi, người ở ngoài sẽ tắt chức năng chụp hình của máy ảnh thông qua bộ điều khiển, sau đó đọc lời giải cho thí sinh qua chiếc tai nghe siêu nhỏ để đủ một người nghe. Nam thanh niên này giới thiệu, khi mua, khách sẽ được tặng thêm một chiếc cúc hình dạng mắt camera thay thế hàng cúc trên áo phông hoặc sơ mi theo sự đồng bộ. Với cách ngụy trang này, người bán khẳng định cực kỳ an toàn và khó phát hiện, thậm chí rất nhiều người mua đã quay cóp chất lọt mà không ai biết. Đầu mối bán hàng này cũng cho hay, nếu không mua có thể thuê thiết bị gian lận này với giá 350.000 đồng trên một ngày. Theo các chuyên gia, đối với các thiết bị gian lận công nghệ cao, không dây cán bộ coi thi rất khó để phát hiện. Từ năm 2015 đến năm 2018, phòng PC50 Công an Hà Nội đã phát hiện ra hơn 10 vụ, thu giữ 263 bộ thiết bị siêu nhỏ dùng để gian lận thi cử.
Đây là thủ đoạn quay góp rất tinh vi, cực kỳ nguy hiểm và cần các cơ quan chức năng vào cuộc để triệt phá. Vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Vụ thanh tra vòi tiền tại Vĩnh Phúc, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng là ai? Liên quan đến vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vừa bị công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản vì hành vi vòi vối số tiền lớn khi thanh tra tại huyện Vĩnh Trường. Theo nguồn tin từ phóng viên Dân Trí, trưởng đoàn thanh tra này là bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng, thanh tra Bộ Công an.